Hi, xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả bạn ca khúc mới nhất của Ahab, đó chính là ca khúc Afterlife. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đặt tay như thế này và kéo qua. Qua. Rồi mình sẽ để bàn tay lên như thế này. Chân của mình đuổi mũi ha. After line là mình hất cái phần tay vô và đẩy phần người xuống dưới như thế này. Sau đó mình sẽ cuộn tay qua phần hông của mình để trên và hít and hít. Rồi mình hất cái phần tay này lên và mình tiếp tục nhấc cái phần hông lên and hít and hít. Phần hông mình sẽ đánh xuống, phần tay kéo từ từ chặn phần tay bên này hơn và cuộn. Ok, rồi mình đến lại nha. Hai đi. Quá á bừng em you who em đã ai. Ok, dòng tay qua đặt lên rồi sau đó mình đặt chân qua. Một là hất cái phần hông của mình đẩy lên ha. Một and hai để tay như thế này and ba và bốn. Sau đó mọi người sẽ đặt cái phần tay lên như thế này và mình dòng qua một cái như thế này. Ok, phần chân bước ra và yeah em bừng. Rồi sau đó mình sẽ đặt qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nếu lại nhạc có thể hơi rắc rối chút xíu nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sau đó mình sẽ đổi ngược lại 5, 6, 7, 8. Phần tay mình vẫn sẽ là phải và trái, nhưng phần hông của mình sẽ đổi qua hướng bên đây. Ok, nếu lại nha. 2, đi, bừng, tắt, hất lên bừng. Rồi sau đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó mình sẽ đặt phần tay như thế này. Một phần tay của người sẽ chỉ ha. Một phần tay của người để như thế này. Rồi mình đặt qua nè. 1, 2, 3, thả 4. Sau đó mình làm lại động tác 1, 2, 2. Ok, rồi mình sẽ rút qua như thế này. Ok, sau đó mình sẽ đặt tay qua bùm bùm hấp dòng qua bên đây. Rồi ngửa ra 1, 2, 3. Rồi phần tay là 1 nè. Cuộn, up, and 1. Sau đó mọi người sẽ dòng tay qua xuống, dịch. Ok, mình đến lại nha. 1, 2, bùm bùm up, bắt, bùm bùm bắt, bùm bùm bắt, dòng xuống dịch. Sau đó mình sẽ đặt qua 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Rồi mình dễ một dòng. Sau đó cuộn, cuộn ôm vô. Rồi mình sẽ thô một chén tự do mà mình thích. Rồi mình đẩy thông qua 1, 2, đi về. Rồi mình lại động tác của nó một lần nữa. What after line là mình sẽ đẩy thông lên một lần. Phần tay sẽ cuộn như thế này. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha. 7, 8. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc Afterlife của nhóm Ahab rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể học được nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và sớm thực hiện nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.